Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì đến cuối năm 2014 vừa qua, diện tích trồng cacao tại các tỉnh thành đã sụt giảm mạnh sau thời gian tăng lên nhanh chóng. Nhằm giúp cho người nông dân tăng thêm thu nhập gắn bó với cây cacao, ông Lê Hồng Đức Phước, một chuyên gia đầu ngành, đang nghiên cứu nhiều cách để tận dụng các sản phẩm phụ của cây cacao. Trong đó, công thức chế biến sinh tố từ ruột của quả cacao của ông cũng đã bước đầu được thương mại hóa. Chiếm một vị trí khiêm nhường trên đường Y Ngông, quán cà phê Rêu Phong như lọt thỏm giữa thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nơi nổi tiếng vì mật độ dày của những quán cà phê. Nhưng khác với những quán cà phê khác, mỗi khách hàng bước vào quán đều được giới thiệu một loại sinh tố đặc biệt, sinh tố cacao. Anh Mai Thanh Sang, chủ quán Rêu Phong cho biết, những ly sinh tố này được chế biến từ chính những trái cacao trong vườn và Rêu Phong là quán đầu tiên sở hữu công thức chế biến này. Tất cả các khách hàng khi mà vô quán mình á thì hầu hết người ta đều không biết cái món sinh tố cacao tại quán mình là quán đầu tiên là ra cái sản phẩm này. Thì sau khi mình mời người ta dùng thử và hầu hết là có một kết quả giống nhau là 100 người dùng thử đều là khen rất là ngon và rất là dễ uống. Thì sau đó là những cái khách hàng này đều quay lại và ủng hộ cái món sinh tố cacao này. Thực ra theo tìm hiểu của chúng tôi, một số tỉnh phía Nam như là Tiền Giang, Bến Tre cũng có những quán cà phê có bán sinh tố cacao, nhưng sinh tố chỉ chế biến đơn giản bằng cách giữ nguyên phần ruột cơm. Còn ở đây, cho cơm nhầy được tách ra khỏi hạt cacao, tạo ra một loại sinh tố có mùi vị đặc biệt và bước đầu được khách hàng ủng hộ. Mấy anh em vô đây uống cà phê đây nè, thì gặp là có sự hướng dẫn là có ở đây có sinh tố cacao. Thì mới đầu thì tôi cũng uống thử một lần, hôm nay là uống lần thứ hai, thì thấy cái vị cacao là nó cũng rất là thơm, nó cũng rất là hay. Và uống vô thì cảm thấy nó cái người nó có vẻ sảng khoái. Tình cờ có đứa em ấy là lên đây nó chụp mấy cái hình cảnh mà hái cà cao trên Đắk Lắk á, xong thấy thích quá mới hỏi nó là chạy ra đây, vừa chạy ra tức thì luôn nè, ở do Nha Trang lên xong rồi uống thử, giờ mới uống xong nó lẹ lắm, không có giống bất cứ loại trái cây nào hết trơn á. Chạy lên 140 mấy cây á, lên đây uống xong thấy không có uống công mà chạy lên đây. Hiện Rêu Phong đang bán sinh tố cacao với giá dưới giá thành để vừa bán vừa giới thiệu đến khách hàng. Tuy nhiên, anh Sang tham vọng xây dựng được thương hiệu từ loại nước uống độc đáo này. Anh đã lên kế hoạch quảng bá sản phẩm trên các trang mạng xã hội, cũng như chuẩn bị mở thêm dịch vụ giao hàng tận nơi để sản phẩm đến được với đông đảo khách hàng hơn. Người nghĩ ra cách tách hạt tận dụng ruột cơm cacao làm sinh tố thật ra là một chuyên gia đầu ngành cacao, tiến sĩ Phạm Hồng Đức Phước, chủ nhiệm chương trình cacao Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Phước, phần ruột cơm này có chứa nhiều chất dinh dưỡng. Ngoài việc làm sinh tố, người trồng có thể dùng làm kem hoặc cô đặc thành nước cốt trái cây. Như vậy, người trồng vừa có thể giữ nguyên phần hạt để ủ lên men, vừa có thể kiếm thêm thu nhập từ phần ruột cơm này. Cái dịch từ cái trái cacao thì trong cái quá trình lên men thì là cần phải bỏ bớt đi. Mà nếu mà ta không tận dụng thì là nó lãng phí, thậm chí nó lại ô nhiễm môi trường nữa. Trong khi nếu mà cái đó được chế biến thì là nó lại cái thành cái sản phẩm, và sản phẩm vừa ngon mà lại là vừa bổ dưỡng nữa. Thành ra được chưa, tôi cho rằng là nếu mà ta nghiên cứu tới nơi thì nó cũng rất là có tiềm năng. Cũng theo ông Phước, cây cacao là loại cây có tiềm năng lớn, bởi theo dự án của tập đoàn thực phẩm Mars Incorporated Mỹ, toàn thế giới sẽ thiếu hụt đến 1 triệu tấn cacao vào năm 2020 do sự suy giảm nguồn cung từ các nước châu Phi. Giá thu mua nguyên liệu cacao cũng tăng đều trong những năm qua. Hiện Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã quy hoạch khoảng 33.500 hectare đất dành cho loại cây này đến năm 2015. Tuy nhiên, do hạn chế về kỹ thuật, hạt cacao của Việt Nam còn chưa đáp ứng được yêu cầu của người thu mua. Nhiều nơi, người nông dân có thu nhập bấp bênh dẫn đến quay lưng lại với loại cây này. Ngay cả tại hai địa phương trồng cacao lớn nhất cả nước là Bến Tre và Đắk Lắk, sau một thời gian dài tăng trưởng nhanh, đến cuối năm vừa qua, diện tích trồng cây cacao tại đây đã giảm hơn 50%. Do đó, trong những chuyến ngược xuôi gần đây, bên cạnh việc hướng dẫn cách trồng trọt chăm sóc cacao, ông Phước còn quan tâm đến việc hướng dẫn người nông dân cách kết hợp tận dụng các phụ phẩm của cacao để kiếm thêm thu nhập. Không những là ta làm cái nước giải khát, hoặc là nhưng mà như tôi nói là trồng cacao có thể là kết hợp chăn nuôi, cụ thể là chăn nuôi dê. Bởi vì các cái phụ phẩm cacao như là cái lá của cây chay bóng cacao, rồi lá cacao trong quá trình rong tỉa, rồi vỏ cacao sau khi thu hoạch, thì tất cả những cái đó là thực phẩm cho dê. Thì người lao động không cần phải tốn tiền để mua, chỉ tốn một ít công thôi. Và ngược lại là sau đó thì ta lấy phân dê ủ thành phân chuồng lấy trở lại cacao. Theo ông Phước, mô hình kết hợp trồng cacao với nuôi dê đã xuất hiện và cho hiệu quả khá tốt tại nhiều tỉnh thành như Lâm Đồng, Đắk Nông, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, v.v.
Riêng đối với công thức làm sinh tố cacao này, ông Phước cho biết hiện vẫn chưa quá kỳ vọng để đưa sản phẩm này thành sản xuất đại trà, nhưng trước mắt có thể giúp người trồng cacao kiếm thêm một phần thu nhập. Mà nếu mà nó thành một cái mặt hàng mà thương mại hóa, phải đóng lon, đóng chai, đóng hộp thì lúc đó nó cần cái công nghệ cao hơn. Nhưng mà mình sử dụng như là một cái loại nước giấy khác rồi chế biến sử dụng liền, thì tôi nghĩ là nếu mà phát triển với cái quy mô địa phương, quy mô nhỏ, cây nhà, lá vườn thì tôi cho rằng là một cái hướng rất là tích cực để mà giúp cho những cái người mà trồng cacao họ tăng cái thu nhập và trên cái cùng cái đơn vị diện tích của mình. Ngoài ra, tại một số nơi, dịch thu được từ quá trình lên men hạt cacao còn được tận dụng để chế biến rượu, nguyên liệu thay thế nước dừa trong kỹ thuật sản xuất thạch dừa.